Trạm khuyến nông huyện Tam Nông phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam chi nhánh Ba Vì tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình giống lúa năng suất chất lượng cao Thiên Ưu 8 kháng bạc lá. Mô hình trình diễn lúa thuần chất lượng cao Thiên Ưu 8 kháng bạc lá được trồng trên diện tích 2 hectare tại xã Hương Nộn đến nay đang chuẩn bị cho thu hoạch. Dự kiến năng suất trung bình đạt 70 đến 75 tạ trên 1 hectare. Theo đánh giá, giống lúa Thiên Ưu 8 kháng bạc lá có nhiều đặc điểm nông học tốt, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, chịu thâm canh, thích ứng rộng, chống chịu tốt với các loại sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn từ 90 đến 95 ngày, tỷ lệ hạt chắc cao. Thời gian tới, các cơ quan chuyên môn huyện Tam Nông tiếp tục nghiên cứu triển khai thay thế các giống lúa chất lượng thấp ở địa phương bằng các giống lúa mới, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân.